Em trao tim em rồi đem bán linh hồn để đổi lấy đôi phút bình yên, dù nước mắt ướt gối hàng đêm. Mà em ơi, hy sinh vậy có xứng đáng? Vết bầm trên người em nhiều thêm, chẳng có lấy một ngày ấm em. Chỉ cần tai ương thâu đêm, không còn tương lai đâu em. Em ơi, dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em con khỉ, con tê giác, con lama, con vợ. Lina, cô làm gì ở đây vậy? Cũng may là cô đã giúp tôi, Jasmine ạ. Thành thật cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cô đã giúp tôi chiến thắng trò chơi này nhé. Loài người chỉ toàn là sự giả dối. Cậu đang làm cái gì thế? Vincent, sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Chúng ta đã đồng hành với nhau đã từ lâu rồi mà. Cảm ơn những gì mà cậu đã dạy bảo cho tôi từ đến giờ nhé. Tôi rất là biết ơn, nhưng mà tôi không thể nào đợi hơn được nữa. Tôi cần phải có điều ước này. Là cậu bị làm sao vậy? Tất cả chỉ là diễn mà thôi, bạn bè cái gì chứ? Hả? Không, vĩnh biệt. Nhưng mà cậu đã hứa với tớ là sẽ giúp tớ đạt được điều ước mà. Lỗi, cậu là ai vậy? Có quen không? Cô gái của anh đây. Tốt, đến lên bàn đi. Cầm lấy số tiền này, khỏi cần thối và biến khỏi đây. Đừng bao giờ gặp nhau nữa. Né cái trường này để giúp chúng ta làm việc. Trên đời này có một người đẹp trai như thế này sao? Nếu như tất cả đàn ông trên đời này chết hết thì cả hai chúng ta đều không có đối thủ. Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun lửa. Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm, không có hoa. Có phải chị của Tomino là cán rơi đó không? Số lượng vết sẹo thật là đáng lo. Ai thế? Lại một tên khờ khạo không biết tên ta là gì à? Ta là Tomino đây. Các ngươi đã đọc hết thơ của ta rồi, ngươi sẽ chết. Hello, chào em, anh là Valet đây, về team của anh nha. Cái tên con người một mắt đã chết này, tại sao ngươi lại không sợ ta chứ? Đã vậy, còn đòi về đội con người nữa chứ? Cút đi. Ơ, sao thế? Anh nói thật mà, về team của anh đi bé. Môi đỏ mùi hương làm anh chú ý một ai đó, làn mi cong cùng mascara. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày 13, gửi giúp anh một năm đi nè, bởi vì tim anh đang loạn nhịp. Đừng cong thân thể em làm anh thở không kịp. Mà sao cậu không lựa vũ khí khác nhỏ gọn dùng cho tiện? Thế cái này còn cao hơn cả người của cậu và nặng nữa. Khó khăn trong việc chi đâu có mà xối lắm. Nghe thì có vẻ cậu không tin đâu, nhưng mà tớ lựa cây lưỡi hái là vũ khí là để cho giống nhân vật trong truyện. Truyện chàng cảnh sát sợ ma ấy. Chàng cảnh sát sợ ma? Sao nguyên quen nhỉ? Anh
cảnh sát, anh có thấy sợ không ạ? Hả? Hả? Anh đâu rồi? Sao anh ngồi đó vậy? Hả? Lúc đó trong trường chỉ có hai người đó thôi. Thế thì tớ sẽ không spoil đâu. Nhưng mà cậu chỉ cần biết rằng tớ khá là hâm mộ nhân vật nữ cùng tên với tớ, nên cây lưỡi hái này sẽ là vũ khí không thể tách rời đối với tớ trong trò chơi này. À, thì ra là roleplay. Đừng nói gì cả. Tớ sẽ chờ cậu. Cho dù có là 10 năm đi chăng nữa. Sớm mai thức dậy, em không còn đây ôm anh. Nhẹ hôn anh để tình ta cứ trôi lững lờ. Chờ dông vào bao cuốn đi bất ngờ. Có ai cần mình giúp không nhỉ? Xin lỗi, tôi là NPC giúp việc. Cậu có... cậu đang nghe nhà hả? Xin lỗi. Hỡi cô gái tóc dài, em gội đầu bằng xanh siêu hay là rì rôi mà thơm hóa dở. Nếu chúng ta dùng chung cầm lại số tiền này, khỏi cần thối và biến khỏi đây, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Né cái trường này để giúp cho ta làm việc. Cú đấm này là để trả thù về việc anh đã làm gì ở lần trước. Phản bội em trai của mình, phản bội cả lớp học, đầy lấy điều ước vì sự ích kỷ của mình. Thôi đi rồi, nãy giờ tớ đùa thôi. Cậu sẽ không chết đâu, đừng lo. Vì tớ đã dùng lá bài dài làm phiên bản nâng cấp nè. Chào mừng với tớ lại Su, cùng bắn pháo hoa chúc mừng nào. Đúng rồi à, cậu xuống canteen mua cho tôi một chai coca nhiều đá nhé. Dạ kì. Anh đi kên. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chắc làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen. Tao thốt lên là đem. Dạ kì. Tôi không sao, ông Thanh đã bị câm lặng mà. Cô đấm vừa rồi là em nhò gì chứ. Phải bắt chước cú đá của cô gái bay lên mới được. Không cần linh hồn của cô gái ballet sao? Dạ. Hả? Trò con bò gì thế này? Thiết đầu công. Em nữa, lấy lên em. Hứ. Úi dạ, nặng quá. Sao chết rồi? Thôi, ném trứng vậy. Hay, 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 hay. Ê, cứ tham gia với. Hả? He he, giờ hết khó đã đời luôn. Trời đất, ô nhiễm không khí quá đi mất. Xin chào. Đấy rồi à, cậu xuống canteen mua cho tôi một chai coca nhiều đá nhé. Dạ kì. Anh với Ken. Anh trai với trẻ em trai. Anh
sao ở đây bỗng nhiên lạnh thế này? Lạnh á? Các con ma sói ở đông băng có lạnh lắm đâu. Đứng này thì lạnh rồi. À, hai cậu đi trước nhé. Tao có gì phải làm rồi. Ồ, hết lạnh rồi. Là gì? Chúng ta đi. Cơ thể của Snowy tỏa ra một luồng khí lạnh sao? Mấy bữa trước mình cứ tưởng là do thời tiết. Hóa ra